Xin chào các bạn, mình là Phượng. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Phượng MTK ngày hôm nay. Trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 nguyên nhân tại sao da chúng ta là bị mụn và cách khắc phục điều này. Nguyên nhân số 1 đó là do da của chúng ta quá nhiều dầu. Nguyên nhân số 2 đó là da của chúng ta bị tắc nghẽn lỗ chân lông. Nguyên nhân số 3 đó là do chúng ta bị nhiễm khuẩn. Và cái nguyên nhân này thường thấy khi mà da bị mụn trứng cá đó các bạn. Và nguyên nhân số 4 đó là khi mà những cái hormone trong cơ thể hoạt động quá mức. Đây là trường hợp đối với các bé đang dậy thì đó các bạn. Khi mà chúng ta lớn lên rồi thì cái tình trạng này nó sẽ giảm bớt. Các bạn cũng nhớ nha, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào thì chúng ta cũng rất là dễ bị mụn nếu mà chúng ta không biết chăm sóc da đúng cách. Các bạn có thể xem những cái video về chăm sóc da mặt, chăm sóc da mắt mà mình đã chia sẻ trước đây ha. Các bạn nên chăm sóc da hàng ngày, rửa mặt da thật sạch, tẩy trang kỹ. Số 2 đó là chúng ta cần phải ăn uống lành mạnh. Nếu mà các bạn ăn những cái chất ngọt nhiều này, hoặc là chất béo nhiều sẽ làm cho da của chúng ta rất là nhiều bã nhờn. Vì vậy chúng ta cần ăn nhiều trái cây nè, cần ăn nhiều rau nè và uống thật là nhiều nước. Và một điều không thể thiếu đó là chúng ta cũng nên duy trì tập thể dục đều đặn. Và lưu ý số 3 đó là chúng ta cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Và một điều quan trọng nữa đó là chúng ta cần phải tránh nắng và tránh khói bụi để da của chúng ta không bị bít lỗ chân lông nha. Trong thời gian vừa qua mình rất là bận rộn và không đủ thời gian nghỉ ngơi. Thì hôm nay các bạn có thể thấy là trên trán mình có một cái mụn rất là đáng ghét. Vậy khi chúng ta đã lỡ có mụn rồi thì phải làm sao? Điều quan trọng nhất là không có nên sờ nắng cái mụn đó nha. Bởi vì nếu mà chúng ta sờ thì tình trạng sưng tấy và nhiễm trùng nó sẽ nặng hơn. Lưu ý số 2 là các bạn không nên nặng mụn quá sớm nha. Bởi vì khi mà các bạn dùng tay đè lên thì có thể mang thêm nhiều vi khuẩn đến và cũng như da ở đó có thể bị tổn thương. Các bạn có thể chờ cho đến khi cái cồn nó lòi ra ngoài thì các bạn có thể dùng tay lấy ra một cách rất là dễ dàng. Lưu ý số 3 là khi mà nốt mụn của bạn sưng to hoặc là mụn nhiều gây mất thẩm mỹ, bạn cũng nên sử dụng những cái sản phẩm điều trị mụn có chứa benzoin peroxide hoặc acid salicylic. Chúng ta nhớ lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nhé, giúp cho làn da không bị ảnh hưởng bởi hóa chất. Ngày hôm nay để điều trị nốt mụn này, mình sẽ sử dụng Acero Ampoule từ mỹ phẩm The Beauty Shop. Các bạn biết không, cái lượng tinh chất của nó còn nhiều hơn trong cả serum. Do đó, Ampoule có khả năng nuôi dưỡng, phục hồi và tái tạo da từ sâu bên trong, giúp da khỏe mạnh từ gốc. Các bạn có thể xem là mỹ phẩm Acero Ampoule này có chứa tới 8 loại tinh chất từ thiên nhiên, rất là an toàn cho da và tái tạo sâu cho làn da từ bên trong. Các bạn, 8 tinh chất này có thể kể đến như là tinh chất hoa sen tím này hay là tinh chất tảo lục. Thông tin về sản phẩm bạn có thể tìm hiểu thêm từ website của The Beauty Shop. Mình sẽ để lại đường liên lạc dưới đây nha. Hôm nay mình sẽ dùng trên nốt mụn của mình, sau đó mình sẽ chia sẻ lại với các bạn kết quả như thế nào nhé. Mình cũng không chắc lắm về hiệu quả của sản phẩm này bởi vì mình mới được nghe nói thôi. Và ngày hôm nay mình sẽ dùng trực tiếp luôn và mình hy vọng rằng nó giúp cho mình loại bỏ được nốt mụn này một cách nhanh chóng nha. Trước khi sử dụng Acero Ampoule lên gương mặt, bạn nhớ là rửa mặt cho thật sạch nhé, để đảm bảo là da mặt của chúng ta không có mỹ phẩm ở trên đó. Thì tinh chất trong Acero Ampoule sẽ phát huy tính năng của nó tốt nhất. Chỉ sau 3 ngày sử dụng Acero Ampoule, cái mụn đáng ghét này đã bay mất tiêu rồi. Mình thật sự bất ngờ với hiệu quả của nó đó. Khi mà chúng ta bôi lên thì mới đầu các bạn sẽ có cảm giác hơi rát một chút xíu, sau đó thì nó sẽ bình thường. Và các bạn thấy không, chỉ sau 3 ngày mà cái mụn của mình rất là to ban đầu, bây giờ nó đã xẹp xuống rồi. Và mình rất là tự tin với làn da của mình bây giờ. Các bạn hãy thử xem nha. Đây là mỹ phẩm sử dụng công nghệ tế bào gốc từ thực vật, vì vậy nó rất là an toàn cho da. Ngoài ra nguyên liệu đều được nhập khẩu 100% từ châu Âu và Mỹ. Mình chúc cho các bạn luôn khỏe đẹp. Và nếu các bạn thích video của mình, đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.